quý vị và các bạn đây. Và trong video clip này, Ngọc sẽ nối theo hai video clip trước Ngọc đã chia sẻ, đúng không nào? Và chúng ta đang đi trong cái con đường về năm đoạn kim cương. Ngọc làm ra cái kênh YouTube này để muốn truyền đạt cái kiến thức rất là hay mà Ngọc học được từ năm đoạn kim cương, để các bạn có thể ngồi ở xa, không có tiện đến thành phố Hồ Chí Minh để tham gia các khóa học, các bạn vẫn có thể kiếm được kiến thức này, học được kiến thức này và ứng dụng nó vào cuộc sống, để giúp cho cuộc sống chúng ta ngày càng thay đổi và đi về hướng tốt đẹp hơn các bạn nhé. Và cái năm đoạn kim cương, cái clip đầu tiên Ngọc đã chia sẻ với các bạn là năm đoạn kim cương là gì và cái triết lý trong năm đoạn kim cương, để giúp cho các bạn có thể hiểu được chúng ta đang đi trên con đường nào, đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái clip thứ hai á. Sau cái clip đó là clip thứ hai là Ngọc chia sẻ với các bạn về mẫu chuyện cây bút. Các bạn còn nhớ không? Đối với chuyện cây bút, nó làm thay đổi thế giới quan của chúng ta nhiều lắm. Nó làm cho chúng ta có thể giải quyết được tất tần tật mọi chuyện trong cuộc sống, bởi vì mọi thứ đều là tính không, đúng không nào? Do tự chúng ta dán cái nhãn lên thôi. Và ngày hôm nay Ngọc sẽ đi tiếp với lại video clip thứ ba theo đúng cái lời hứa lần trước. Đó là cái cách để các bạn tạo lại con dấu ấn. Chúng ta nhìn thấy đây là cây bút bởi vì chúng ta đã có dấu ấn về nó, đúng không nào? Khi chúng ta vừa nhìn thấy nó thì cái dấu ấn nó nào, chúng ta biết nó là cây bút. Chúng ta muốn thay đổi mọi sự đang xảy ra trước mắt các bạn, các bạn phải thay đổi đi cái dấu ấn, đó chính là cái gốc rễ của mọi vấn đề các bạn nhé. Và ngày hôm nay Ngọc sẽ thay đổi cho các bạn đây. Các bạn đang muốn gì trong cuộc sống này? Có hai kênh để các bạn tương tác với Ngọc. Một là Facebook tên là Lý Phương Ngọc viết có dấu, đúng không nào? Cái thứ hai đó là cái, nếu như các bạn đang xem trên YouTube thì cái kênh YouTube Trainer Lý Phương Ngọc. Các bạn hãy ấn subscribe cái kênh YouTube hoặc theo dõi follow cái Facebook Lý Phương Ngọc để các bạn có thể tương tác với Ngọc nhiều hơn nhé. Và các bạn đang muốn điều gì nào? Ngọc sẽ chỉ cách cho các bạn đạt được điều đó. Theo đúng triết lý của năng động kim cương thì mọi thứ đều có thể đạt được các bạn ạ. Không cần phải lo đâu, mọi thứ đều có cách cả. Và cái cách của năng động kim cương làm lại khác với lại những gì mà chúng ta làm hàng ngày trong cuộc sống các bạn ạ. Đó là như thế này nè. Thông thường các bạn muốn đi kiếm tiền thì cái cách của mọi người hay làm gì ạ? Chúng ta sẽ đi làm, đúng không? Đi làm, làm một công việc thấy chưa đủ, chúng ta sẽ làm hai công việc. Đó là một shop chưa đủ, làm hai shop, làm ba shop để kiếm thêm nhiều cái nguồn thu nhập cho mình. Ngoài ra các bạn thấy đi làm công không đủ, các bạn tiến lên làm kinh doanh. Và chúng ta càng làm kinh doanh, chúng ta thấy là quá nhiều thất bại, quá nhiều khó khăn, thế là chúng ta lại bới móc, chúng ta chuyển ngành. Chúng ta tức là lúc nào chúng ta cũng tìm mọi cách để đi kiếm tiền hết, đúng không nào? Đó chính là cái cách thông thường mọi người hay làm trong cuộc sống, là tìm mọi cách để kiếm tiền về cho mình. Tìm mọi cách để kiếm tiền về cho mình. Cái cách này nó không có đúng với lại luật nhân quả các bạn nhé. Nó không có đúng với triết lý của năng động kim cương rồi. Chúng tôi lại dùng cách khác. Trước đây Ngọc mất khoảng 10 năm trời để kinh doanh theo cách cũ. Ngọc đi tìm mọi cách để kiếm tiền về cho mình. Ngọc cào khủng khiếp. Một ngày làm việc 16 giờ là bình thường đấy không các bạn nhé. Vì Ngọc rất là khao khát làm giàu, rất là khao khát thành công, cho nên Ngọc làm việc rất là cực lực. Nhưng sự thành công nó không có đến. Tại vì sao vậy? Bởi vì tôi đã chưa biết năng lượng kim cương. Và ngày hôm nay khi Ngọc biết năng lượng kim cương rồi thì Ngọc không có đi tự dùng cái cách cũ là quơ quào kiếm tiền về cho mình nữa các bạn nhé. Không cài cuốc, không nỗ lực để đem tiền về cho mình, mà bây giờ Ngọc sẽ dùng một cái cách khác, đó là Ngọc đi giúp cho người khác kiếm tiền các bạn nhé. Có lạ không nào? Ở video clip thứ nhất Ngọc đã chia sẻ các bạn rồi, đúng không? Các bạn muốn gì? Các bạn muốn thành công, hãy đi giúp người khác thành công. Các bạn muốn có nhiều tiền, hãy đi giúp người khác kiếm tiền. Các bạn muốn có hạnh phúc, hãy đi mang hạnh phúc lại cho người khác. Bởi vì các bạn không làm bước này thì đừng mong có bước này nhé. Ok không nào? Bởi vì các bạn không có hạt giống. Mọi sự thành công đều cần được gieo trồng. Trong năng lượng kim cương, triết lý gieo hạt là quan trọng nhất. Mọi thứ các bạn muốn có đều phải được gieo hạt. Và hạt giống được gieo bằng cái cách như thế nào? Vậy thì ngày hôm nay Ngọc sẽ chỉ luôn cho các bạn cái cách 4 bước gieo hạt. Ok không nào? Mà vị thầy của Ngọc là vị thầy tên là VC Michael Roth. Thầy Michael Roth hay gọi đó là 4 bước Starbucks. Giống như cà phê Starbucks vậy đó. Thì tại sao thầy đặt tên đó? Thì tại vì thầy thích như thế nha. Nhưng đơn giản nó là chính là 4 bước gieo hạt các bạn nha.
Ngọc nhắc luôn 4 bước Starbucks để khi các bạn tiếp cận với người trong đại học Kim Cương, họ dùng cái từ đó bạn cũng biết, à nó là 4 bước giao hàng đấy. Bước thứ nhất rất đơn giản, hãy nói lên điều mình muốn trong một câu đơn. Các bạn đang muốn gì nào? Mà nhớ nhé, nói trong một câu đơn thôi, tức là nó phải đơn giản. Chứ bạn đừng có viết ra hết những gì mình muốn mà dài nửa trang. Nó không phải là một câu đơn, nó cực kỳ phức tạp và không mang theo được trong đầu mình. Ok không nào? Đó chính là bước thiết lập mục tiêu. Các bạn phải biết mình muốn gì. Nó có một cái riêng, nói về yếu tố này thì bao nhiêu năm trời, hơn 7-8 năm trời đi giảng của Ngọc, Ngọc tiếp cận với rất nhiều người đang muốn lập nghiệp và khởi nghiệp trong kinh doanh. Và có một sự thật là hàng trăm hàng ngàn người ngoài kia họ không có mục tiêu, hoặc họ ban mê trong người quá nhiều mục tiêu, họ không biết hoàn thành cái gì trước. Các bạn hình dung nha, chúng ta phải có một mục tiêu cực kỳ cụ thể và rõ ràng. Và để Ngọc chỉ cho các bạn cái cách quan trọng của việc đặt mục tiêu, ngoài cái việc mà các bạn đặt theo cái kiến thức mà chúng ta hay học đó, đó là đặt theo cái nó phải rõ ràng, phải cụ thể mà người ta hay gọi là SWOT đó, đúng không nào? Thì ở đây Ngọc sẽ chia sẻ một cái cách sâu hơn. À, cái đó các bạn có thể search Google để học cái cách đặt mục tiêu. Nhưng ở đây Ngọc cũng nói đơn giản vậy nè, là cái mục tiêu các bạn đặt ra nó phải là cái thứ để giải quyết tất tần tật các mục tiêu khác của các bạn, thì đó chính là mục tiêu bạn cần nhất. Hiểu không nào? Đây chỉ là kiến thức của Ngọc, cá nhân Ngọc thôi nha. À, sau khi các bạn đã biết rõ những cái cách đặt mục tiêu của SWOT, ví dụ như là nó phải rõ ràng, cụ thể, nó phải có thời gian, nó phải đo lường được, và nó phải có tính là có tính thực tế. Tức là nếu như các bạn đặt mục tiêu là tôi sẽ chạy tốc độ là, tôi là một dân đường chuyên đường kinh và tôi sẽ đặt một mục tiêu là tôi sẽ chạy tốc độ 50 km/h, thì cái điều đó nó không thể đạt đối với loài người, các bạn hình dung không ạ? Cho nên là chúng ta phải có những mục tiêu mà thực sự là nó có khả thi, và đương nhiên nó phải có tính tiềm năng lớn của nó, tức là nó phải phê với các bạn, nó tạo cho bạn một động lực cực kỳ lớn để muốn đạt nó. Chứ không phải tôi đang thu nhập 30 triệu rồi, giờ tôi mong ước của tôi là thu nhập 50 triệu tháng, thì cái đó nó có chút xíu rồi dương lên ngày tới thì các bạn sẽ không phê, đúng không nào? Cho nên là mục tiêu của các bạn phải ít nhất là gấp nhiều lần, gấp 5-10 lần những cái gì mà các bạn đang có, thì nó mới phê, nó mới tạo cho bạn một cái trạng thái năng lượng để tiến tới. Cái đó là riêng về nói về cái việc mà lắp đặt thiết lập mục tiêu nha. Thông thường mọi người lại không thiết lập mục tiêu, hoặc thiết lập quá nhiều mục tiêu luôn. Hình dung không? Tôi muốn có công việc làm tốt, tôi muốn kinh doanh thuận lợi, tôi muốn kiếm được nguồn hàng, tôi muốn có được thu nhập là 1 tháng 200 triệu, và tôi muốn có luôn thêm những người nhân viên tốt trong kinh doanh của tôi. Tôi muốn có thời gian để chúng tôi đi làm những điều mà tôi muốn. Các bạn muốn quá nhiều rồi, không được. Ngoài ra tôi còn muốn có một nữa, và ngoài ra tôi còn muốn sức khỏe nữa. Ok, các bạn hãy làm gọn nó lại. Bởi vì tôi biết một sự thật này, cái cách một người nói với các bạn hồi nãy đó, là hãy đặt ra một mục tiêu, mà cái mục tiêu này đạt được nó sẽ giải quyết hết các mục tiêu khác. Ví dụ như tôi muốn có một căn nhà, tôi muốn có một chiếc xe, tôi muốn có một cuộc sống hạnh phúc, tôi có muốn có một cái thu nhập ổn định, tôi muốn tùm lum thứ. Hãy giải quyết bằng một thứ để giải quyết hết cả nhà và xe lẫn cuộc sống hạnh phúc đó. Ok không nào? Ngọc lấy ví dụ nè, là các bạn hãy đặt một mục tiêu tài chính đấy, một mục tiêu tài chính đủ lớn để các bạn giải quyết hết những thứ kia, thì bạn chỉ cần tập trung vào đúng một mục tiêu thôi, và làm ngày làm đêm gì cũng được, các bạn sẵn sàng thay đổi mình ha, các bạn sẵn sàng gieo hạt giống mạnh mẽ để đạt được điều đó, và điều đó thành công thì mọi sự thành công. Đó là Ngọc đang chỉ cho các bạn cái cách để đặt mục tiêu cho nó chính xác, đỡ phải đặt ra một đống mục tiêu xong rồi không biết gieo hạt như thế nào luôn, đúng không? Bởi vì 4 bước gieo hạt này rất là đơn giản các bạn nha, rất là đơn giản, để ngày hôm nay sau ngày cái video clip bạn xem này, các bạn ra ngoài và thực hiện nó ngay luôn. Bước thứ nhất là nói lên cái điều mình muốn trong một cô đơn, đúng không nào? Bước thứ hai đó là các bạn hãy tìm người có cùng mong muốn để giúp họ, lên cái kế hoạch để giúp đỡ họ, chỉ vậy thôi, rất là đơn giản. Ví dụ như bây giờ bạn muốn có tiền, đúng không nào? Bạn muốn có thu nhập 1 tỷ đồng một tháng đi. Đương nhiên là bạn không thể đi tìm một cái người mà nó có 3 cách để giúp trong cái bước số 2, trong cái bước số 3. Một chút nữa Ngọc sẽ làm rõ vấn đề với các bạn. Tức là lập tức ngay khi cái việc mà các bạn tôi hỏi kêu các bạn đi giúp người khác, các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi là tôi chưa có tiền làm sao đi giúp được người khác, đúng không nào? Một chút nữa Ngọc sẽ giải quyết câu vấn đề cái câu hỏi này cho các bạn nhé.
ở cái bước số 2 là các bạn hãy tìm người có cùng mong muốn với mình. Tức là đơn giản như này thôi, đầu tiên các bạn chỉ cần tìm, ví dụ các bạn muốn có thu nhập, bạn muốn có tiền, muốn có nhiều tiền đúng không nào, hãy đi giúp đỡ những người đang cần tiền đi. Hình dung không nào? Các bạn muốn có nhiều tiền, hãy giúp đỡ những người có ít tiền. À, hãy giúp đỡ nhiều người có ít tiền thì bạn mới có cơ hội có nhiều tiền. Các bạn hiểu cách chưa nào? Tức là không phải là tôi đang kêu các bạn đi là tôi muốn làm giàu và thế là tôi phải làm giàu cho người khác. Không phải. Tôi đang làm giàu tức là kiếm tiền đúng không nào, thì tôi sẽ đi giúp tiền cho người khác. À, nó là tài chính mà. Và chúng tôi gọi đó luôn là hạt tài chính luôn, hạt hào phóng. Đấy, nó nằm trong hạt số 2 trong 10 cái hạt thiện nghiệp. Ok nha. Rồi. Quay lại vấn đề của chúng ta, bốn bước giao hạt. Bước thứ nhất nói là điều mình muốn, bước thứ hai hãy tìm người có cùng mong muốn với mình để giúp đỡ họ, đúng không? Lên cái kế hoạch để giúp đỡ họ. Bước thứ ba chính là hành động. Bạn giúp họ đi. À, và tôi khuyên các bạn nè, là đối với những cái người, nó có hai cái dạng người để các bạn có thể để giúp đỡ rất là nhiều. Thứ nhất là tình cờ bạn gặp, ví dụ như một người ăn xin, một người bán hàng rong, một người gì đó, thì các bạn sẽ không gặp lại họ hàng tuần được, đúng không? Thì ngay lúc các bạn gặp á, các bạn cho họ luôn. À, chúng tôi gọi đó là cho trực tiếp, đúng không? Thì cái dạng người này chúng ta cho trực tiếp luôn, khỏi gặp lại. Bởi vì có biết họ ở đâu rồi, khó để gặp lại đúng không nào? Nhưng có một loại người thứ hai mà các bạn có thể gặp thường xuyên hơn. À, đó là một cái người mà có, và chúng tôi trong năng lượng kim cương chúng tôi gọi đó là bước đi. Mà chúng ta sẽ tìm một bước đi để chúng tôi gặp lại hàng tuần để giúp đỡ họ, để họ đi đến thành công. Các bạn hình dung nha, Ngọc cũng có, Ngọc đang giúp đỡ cho khoảng chừng 5-6 bước đi của mình. Và Ngọc đang trong quá trình hàng ngày được tương tác với họ để giúp cho họ được cái gì trong cái khả năng của tôi để họ đi đến thành công. Đấy, và có một số cái bước đi của Ngọc đang tiến triển rất là tốt trong cái con đường đi đến thành công của họ. Ngọc giúp cho họ về tài chính, Ngọc giúp họ về kiến thức để làm ăn, để kinh doanh, và giúp cho họ thêm các mối quan hệ để họ có cơ hội để kinh doanh. Đấy, và giúp cho họ những cái công việc làm, hay là Ngọc giúp họ biết về năng lượng kim cương. Đấy, thì cái bước thứ ba này á, Ngọc sẽ tổng kết lại cho các bạn rất là đơn giản. Các bạn nên lấy giấy bút ra để ghi những kiến thức này nhé, để sau này các bạn có thể nhớ được nó dễ hơn và thực hiện nó dễ hơn. Bước số 3 ha, và cũng đúng bước số 3 này, nó có 3 cách để làm luôn. Một là cho tiền trực tiếp. Nếu như các bạn muốn giao hàng tài chính đúng không nào? Một là cho trực tiếp, đó là cầm tiền cho luôn, cho người ăn xin, cho những người mà cần tiền. Họ có cùng mục tiêu với các bạn không nào? Có, đúng không? Hai, đó là các bạn cho gián tiếp, đó là các bạn chỉ cho họ cách kiếm tiền. Ví dụ như các bạn thấy có một người em ở dưới quê mới lên Sài Gòn chẳng hạn, và bạn đang sống ở Sài Gòn, các bạn có công việc rồi, thì bây giờ các bạn có thể chỉ cho bạn đứa em đó của mình biết cách đi kiếm việc làm như thế nào, biết cách để xin việc làm và tìm những cái chỗ nào có thể xin việc làm được, chỉ cho bạn, chỉ cho em của mình. Đó là các bạn đang chỉ cho họ cách kiếm tiền đấy. Và khi các bạn xin được, mà chỉ chỗ cho xin được rồi, khi bắt đầu vô việc á, các bạn hãy hướng dẫn cho em của mình thích nghi được công việc và làm tốt công việc đó, để giúp cho em mình có thể kiếm được tiền và trụ được trong công việc đó lâu dài. Tức là các bạn đang giúp cho họ kiếm tiền rồi đấy. Đó là cách giúp gián tiếp. Hiểu ý không nói không nào? Tức là không phải chỉ là giúp là cho tiền, mà chúng ta hãy chỉ cho họ cả cần câu nữa. À, đừng có cho có cá hoài họ ăn cũng hết, cho bao nhiêu tiền họ xài cũng hết, giống như cho cá ăn cá hết. Thì hãy cho họ cái cần câu và chỉ cho họ cách câu, đúng nào? Đó là các bạn giúp được nhiều hơn. Và cách giúp mạnh nhất mà chúng tôi biết được, được học nhé, đó chính là giúp cho họ biết kiến thức về năng lượng kim cương, để họ có thể tự gieo cho mình những cái hạt giống của sự thành công. Họ muốn điều gì họ có thể tự gieo và họ có thể đạt được các bạn nha. Và cái cách của năng lượng kim cương lại tuyệt vời, đó là chỉ cho họ gieo, đó là gì? Chỉ cho họ cho đi. Cho nên cái kiến thức này nó mới được lan tỏa trên hơn 20 quốc gia một cách rất là nhanh chóng, là vì vậy nó rất là nhân văn, nó rất là ý nghĩa các bạn nhé. Và tiếp tục đây, bước thứ ba đó là hành động, đi giúp đỡ họ đi, trực tiếp, gián tiếp, và giúp cho họ biết về năng lượng kim cương này. À, cụ thể là giúp cho họ biết về câu chuyện cây bút và bốn bước gieo hạt Ngọc đang chia sẻ với các bạn đây. Bước thứ tư trong năng lượng kim cương, đây là bước hoàn toàn mới trong cuộc sống. Chúc mừng các bạn nào đã xem được cho đến bây giờ trong video clip thứ ba này của Ngọc. Thật sự chúc mừng các bạn, bởi vì các bạn đã có hạt rồi đấy. Các bạn phải có hạt tốt lắm các bạn mới chịu ngồi đó xem video thứ nhất, xem video thứ hai và đến video thứ ba này để biết rằng cái hành động này trong cuộc sống không ai làm cả. Chỉ có dân năng lượng kim cương chúng tôi làm đều đặn mỗi ngày. Đó, chúng tôi đặt vị thầy của chúng tôi đặt tên là Thiền Cà Phê. Đây là bước số 4. Nếu như xem bước nào là quan trọng thì bước số 4 này là bước vô cùng quan trọng các bạn nhé. Thiền Cà Phê. Thì Thiền Cà Phê là cái giống gì vậy?
không phải là tôi đang rủ bạn đi uống cà phê nhé, hoặc là không phải là các bạn vừa uống cà phê vừa thiền nhé. Cái tên thiền cà phê á, thầy đặt chơi vậy đó. Ok không nào? Cái thiền cà phê đó nó giống như là một cái gì đó nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là bình dị trong cuộc sống, bởi vì ở trong cuộc sống này cô câu cửa miệng chúng ta hay rủ nhau đi uống cà phê đúng không? Vậy thì nó là một cái thứ gì đó rất là quen thuộc trong cuộc sống ha. Và chúng ta không cần ngồi thiền đâu các bạn, yên tâm. Rất là dễ cái bước thiền cà phê này, đó là hãy thực hiện bước 4 bước giao hạt nhé. Nè, và đến bước thiền cà phê là nó sẽ làm như thế nào? Bước thứ nhất, nói lên điều mình muốn. Tôi muốn có 1 tỷ đồng trong năm nay. Ok không nào? Trong năm 2018. Rồi. Bước thứ hai, tìm cái người có cùng mong muốn. Nhà tôi đang muốn kiếm tiền đúng không? Thì tất cả những người nào cần tiền tôi sẽ giúp cho họ. Có 3 cách để giúp đó. Là bước thứ ba là hành động đây, là giúp cho họ đều đặn ha. Giúp cho họ trực tiếp, gián tiếp hoặc là chỉ cho họ bốn bước giao hàng đúng không? Của năng lượng kim cương. Và bước thứ tư là thiền cà phê, rất đơn giản. Đó là các bạn hãy thiền buổi tối sau một ngày mà các bạn đi gieo hạt, các bạn giúp một ai đó buổi tối về tắm rửa sạch sẽ, nằm thảnh thơi ha. Các bạn hãy nhớ là cái hành động mình đã giúp họ. Đây là bước cực kỳ quan trọng. Các bạn hãy nhớ là hồi sáng này mình có giúp cho một cái cụ. Cái cụ này, cụ đi bán vé số mà thấy cụ già lắm rồi, sức khỏe không có tốt nữa. Thì cụ đến cụ mời mình, thì mình có mua giúp cụ 2 tờ vé số. Đấy, nhưng sau đó mình thấy thương cụ quá cho nên mình cho luôn cụ 80.000, tức là tổng hết là 100.000, mình chỉ lấy 2 tờ thôi. Thì cái hành động đó đã làm cho cụ rất là bất ngờ, cụ xúc động đúng không nào? Cụ sao cho nhiều vậy, sao cho cụ nhiều vậy, và cụ phản ứng là như thế, cụ bật cảm động với cái hành động của mình. Các bạn ạ, thiền cà phê là điều đó, hãy review lại cái hành động của các bạn đã cho đó. Cái này chúng tôi gọi là tự sướng. Ok không nào? Tức là như thế này, các bạn không phải đem cái thứ đó đi kể cho ai nghe là ô tôi đã làm từ thiện như thế này như thế kia. Ok không nào? Mà các bạn đang kể cho chính mình nghe. Đây là một điều rất là thú vị trong cuộc sống này. Không ai làm điều này cả. Đó là chúng ta hay giúp một ai đó xong chúng ta quên luôn đúng không nào? Đúng không nào? Đồng nghĩa với việc các bạn không có tưới tẩm cho cái hạt giống mình đã gieo. Bạn đã giúp cho một ai đó, đó là bạn đã gieo một hạt giống, nhưng mà không có tưới tẩm cho nó, cho nên hạt đó nó không có nở. Hạt nó rất là lâu nở vì có tưới tẩm đâu. Cho nên là chúng ta giúp ai đó xong, các bạn hãy nhớ là chúng ta đã từng giúp. Ok em nào? Và tự thưởng lại cho mình bằng cách là ở cái chỗ quán ăn này tôi đã giúp rất là nhiều người ha. Tôi đã có quyền nhớ về nó và tưới tẩm cho những cái hạt giống mà chúng ta đã gieo, thì hạt giống nó mới nở nhanh được các bạn nhé. Thực ra thì như thế này, cái triết lý sâu của cái bước thiền cà phê các bạn có biết không? Sâu sắc của thiền cà phê đó là các bạn làm từ thiện có một lần thôi, các bạn giúp ai đó một lần, nhưng các bạn lại trải nghiệm lại điều đó nhiều lần trong đầu của mình, review lại điều đó nhiều lần trong đầu của mình, thì cái hạt giống này được tưới tẩm và nó sẽ được phát triển lên. Cái hạt giống thiện tâm của chúng ta sẽ phát triển lên. Các bạn nhớ nha. Chỉ cho các bạn là tại sao thầy lại kêu chúng ta làm điều này. Ngọc là người trải nghiệm nó suốt một năm và Ngọc nói được ý này rất là hay cho các bạn đây. Ha, chỉ có những người trải nghiệm sâu sắc như anh em chúng tôi mới nói được những cái điều này cho các bạn biết. Một cái kinh nghiệm tuyệt vời luôn. Thông thường chúng ta lại hay thiền cà phê cho hạt xấu các bạn ạ. Thế mới đông chứ. Chúng ta không thiền cà phê cho hạt tốt, là những gì tôi đã làm từ thiện, những gì tôi giúp người khác, những gì tôi đã hỗ trợ cho người khác, ủng hộ cho người khác, tôi lại không nhớ tới nó. Mà tôi lại thường xuyên gì ạ? Nhớ tới những gì đau khổ, nhớ tới những gì thất bại. Tối về, làm về xong, tối về nằm trên giường ha, là lại nhớ tới bà mẹ nó, cái hôm nay bị cái thằng kia nó lừa mình mất hết 1 triệu bạc. Cái thằng đó, đúng không? Cái thằng mất nó đó. Hay là lại nhớ tới cái vụ kinh doanh này. Trời ơi, tại vì cái thằng khách hàng mất đến kia mà nó làm hủy cái hợp đồng của mình. Cái hợp đồng mình nó mất khoảng 1 tháng trời để theo, mà bây giờ chỉ một cái chút xíu phần ý của nó mà nó hủy luôn cái hợp đồng của mình. Trời thiệt chứ, đau đớn tức. Xin lỗi các bạn nha, cái hành động này các bạn đang tưới tẩm cho hạt xấu ấy. Và tất cả chúng ta đều đang làm điều đó luôn. Thế mới đau chứ. Và trước đây Ngọc cũng làm điều đó luôn. Tức là bình thường chúng ta hay bị, cái tư duy chúng ta hay trải nghiệm lại điều xấu. Các bạn hình dung không nào? Và chính điều này các bạn thấy cái chuyện gì xảy ra trong cuộc sống mình không? Là liên tục những điều xấu lại xuất hiện. Có thế mới đau chứ, bởi vì nó nở. Hạt giống xấu các bạn gieo, đúng không? Nó nở mà các bạn lại thiền cà phê cho nó tiếp.
Ai xà, khi nói tới điều này xong thì Ngọc muốn chia sẻ với các bạn là tại sao thầy muốn hướng cho chúng ta toàn bộ tư duy và khối óc này hãy suy nghĩ về điều thiện lành, toàn bộ tư duy và khối óc này hãy muốn giúp đỡ người khác. Còn tất cả những cái hạt xấu kia, các bạn hiểu về năng lượng kim cương rồi, hãy nhớ đó là hạt xấu nở, cảm ơn nó luôn, nó nở xong rồi tốt. Nhớ nhé, bởi vì cái thứ gì nó nở xong rồi thì nó tốt, bởi vì nó nở xong rồi. Cho nên những cái việc xấu đến với cuộc sống của bạn á, các bạn hãy cảm ơn nó luôn vì nó đã nở. Nó mà không nở bây giờ, nó tiếp tục lớn hơn thì sau này nó còn khủng khiếp nữa các bạn nhé. Những cái hạt giống sẽ nở còn khủng khiếp hơn. Cho nên nó nở được rồi, nhẹ một thứ. Một chuyện gì xui rủi đến, nở được rồi, nhẹ một thứ. Còn cái chuyện mà hàng ngày chúng ta cần phải tưới tẩm là tưới tẩm cho hạt tốt, đó chính là bước thiền cà phê. Có rất nhiều các bạn đã làm rất là nhiều điều tốt trong cuộc sống, nhưng vì không biết cái bước thiền cà phê cho hạt tốt mà chỉ thiền cà phê cho hạt xấu, cho nên cuộc sống chúng ta bị cuốn trong một cái vòng quay xấu. Các bạn nhớ nhé. Và cái điều này cần được lặp lại, tức là cần được tái cấu trúc lại và làm đều đặn trong một vài tháng tới. Các bạn sẽ thấy nha, cuộc sống của bạn ngày càng hạnh phúc hơn. Và các bạn sẽ phát hiện ra nhiều người tốt bắt đầu quay lại với mình, bắt đầu đến với cuộc sống của mình khi các bạn liên tục trở thành người tốt với người khác. Đây là kiến thức của 4 bước giao hàng, các bạn nhớ nhé. Cái cách nhắc lại nè, các bạn muốn điều gì nào? Ngày hôm nay Ngọc đang thử với các bạn ví dụ về hạt tài chính thôi, nhưng các bạn có thể làm với hạt của mối quan hệ không? Ngọc lấy ví dụ nè, các bạn muốn có một cuộc sống hạnh phúc, ok không nào? Các bạn muốn có những mối quan hệ tuyệt vời để các bạn có hạnh phúc. Ví dụ như là tôi đang muốn kiếm người yêu thì nói thẳng gì cho nó nha. Vậy bây giờ tôi kiếm người yêu kiếm ở đâu? Có phải thông thường mọi người đi kiếm người yêu là tôi sẽ ăn mặc đẹp lên, tôi phải kiếm nhiều tiền, đấy, tôi phải có sự nghiệp để cho người ta để ý tới tôi. Hay là các bạn nữ nè, là tôi phải trang điểm lộng lẫy lên, đúng không? Tôi phải make up và tôi phải ăn diện lồng lộn vô, phải sang chảnh lên thì các chàng trai sẽ để ý tới tôi. Cách cũ, đây chính là cách cũ. Giống y như cái cách trước đó Ngọc kể với các bạn về kiếm tiền, đó là muốn kiếm tiền tôi sẽ đi cào cấu, tôi đi làm việc, tôi cài bừa, tôi kiếm cuồng để kiếm tiền về cho tôi, và kiếm hoài tôi cũng không giàu, khó quá. Thì đi kiếm hạnh phúc cũng vậy, tôi muốn kiếm hạnh phúc, thế là tôi đẹp lên, tôi đi tương tác, giao lưu nhiều hơn, tìm kiếm những mối quan hệ tốt để mong chờ có được một người nào đó tốt đẹp sẽ đến với cuộc sống của tôi. Cái thứ mà đang nói này, chúng tôi trong năng lượng kim cương chúng tôi gọi là Sometime Airline. Các bạn biết về câu chuyện Sometime Airline không? Ở video clip tới đi ha, Ngọc sẽ chia sẻ thêm với các bạn về Sometime Airline. Nhưng đại loại ý của nó là nó hên xui, đúng không nào? Tức là cái người đó đến với mình nó có tốt với mình hay không? Hên xui. Dù chúng ta đẹp rồi, dù chúng ta lộng lẫy rồi, những người đó có tốt với mình hay không? Không giải quyết được, không biết được, đúng không nào? Cho nên đừng làm cách cũ nữa, hãy làm cách mới. Đó chính là gieo trồng cái hạt mầm hạnh phúc. Và Ngọc sẽ chỉ luôn cho các bạn. Các bạn cứ yên tâm, mỗi một cái hạt quan trọng Ngọc sẽ đều làm một cái video clip riêng để nói sâu về nó cho các bạn biết cách gieo hạt cho đúng. Ví dụ như nói về hạt tài chính, Ngọc sẽ làm riêng một cái video clip về tài chính, ok không nào? Để giúp cho các bạn biết cách gieo hạt để phát triển trong tài chính. Mà lần đó Ngọc đã nói một phần rồi đó, các bạn ứng dụng ngay đi. Rồi sau đó Ngọc làm những cái clip chuyên sâu cho các bạn có thêm kiến thức và biết cách gieo hạt đúng hơn. Nếu như các bạn muốn có mối quan hệ, Ngọc sẽ chỉ cho các bạn về cái cách để gieo hạt mối quan hệ. Nhưng hãy nhớ cách mới của mình nhé, là 4 bước gieo hạt. Đây, tôi muốn kiếm bạn gái, một người con gái tuyệt vời, ok không nào? Một người con gái có thể mang lại tức là tôi thích cô ta như thế nào, các bạn có quyền list ra danh sách cái hình mẫu các bạn muốn. Nhưng tôi muốn có một người bạn gái như vậy đó, nói điều mình muốn cho một cô đơn, đúng không nào? Điều thứ hai, tôi sẽ tìm người có cùng mong muốn. Hãy nhớ cái sâu chỗ này nè, không phải bạn đang muốn có một bạn gái nha. Ủa, bạn muốn có bạn gái để làm cái gì vậy? Có phải là các bạn muốn có bạn gái hay là muốn có bạn trai để hạnh phúc không? Nhớ nha, không phải là bạn đang đi muốn kiếm tiền. Kiếm tiền để làm gì vậy? Tôi cái này vội quá, sau này Ngọc sẽ đi đến những cái clip sâu hơn với các bạn nha. Ngọc sẽ chia sẻ, tức là các bạn phải nâng cấp dần mình lên các kiến thức để Ngọc đi sâu với các bạn. Chúng ta sẽ đi được tới cái chiều sâu hơn mà mọi người không hay phát hiện ra. Bây giờ nè, không phải vấn đề là chúng ta đi kiếm một người bạn, một người yêu, một người bạn trai, một người bạn gái, mà là các bạn đang tìm một cái người mà chúng ta có thể hãy hạnh phúc với họ. Đó mới là cái điều cốt lõi. Tôi muốn hạnh phúc với người yêu của tôi, ok không? Hoặc là tôi muốn có một người yêu và
một cuộc tình hạnh phúc. Đấy, thì ở đây cái cốt lõi của chúng ta là hạnh phúc. Ok, nào tôi muốn có một nửa hạnh phúc, thì bây giờ bước số 2 là đi tìm người có cùng mong muốn. Vậy cho Ngọc hỏi nè, các bạn có tìm được người cũng muốn hạnh phúc như bạn không? À, đừng nói với tôi là không có nhé, trong cuộc sống này muôn chục người luôn, gần như là ai cũng muốn hạnh phúc hết. Bạn hãy tìm người nào mà khao khát hạnh phúc lớn nhất, hãy tìm người nào mà có khao khát hạnh phúc, họ đang thiếu thốn hạnh phúc, hãy giúp họ. Và cái cách mà Ngọc chọn, cái cách mà thầy VC và người đó chọn, đó là chúng tôi đi viện dưỡng lão. À, bởi vì ở trong viện dưỡng lão là những cái bà cụ rất là khó khăn trong cuộc sống và bả vào đó, và khi các bà cụ vào đó là gần như là chung thân ở trong đó luôn cho đến chết, các bạn biết không, rất là cô độc, không có con cháu, và hoặc là có con cháu nhưng mà bị ruồng bỏ không được nuôi, và vào đó để chịu đựng sự cô đơn cho đến cuối đời. Riêng những người đó là họ cực kỳ cần hạnh phúc, đúng không nào? Chúng ta hãy đến thăm họ và mang hạnh phúc đến cho họ nhé. Đó chính là bước số 3, hành động. Các bạn hãy đi viện dưỡng lão hàng tuần. Và khi các bạn bắt đầu đi viện dưỡng lão xong, nếu như các bạn còn bố mẹ, các bạn sẽ bắt đầu thấy thương yêu bố mẹ mình hơn. Cái video clip này Ngọc khuyên các bạn, nếu như các bạn muốn có hạnh phúc, hãy mang hạnh phúc đến cho người khác. Đây chính là quy tắc của năng lượng kim cương. Nếu như chúng ta không có gieo một cái hạt giống gì cho việc hạnh phúc cả, mà chúng ta cứ mong chờ hạnh phúc, điều đó có xảy ra không ạ? Cho nên các bạn sẽ thấy là các cuộc tình nó cứ chóng vánh đến và cứ vội vàng đi, chúng ta chỉ còn lại là đau khổ thôi, đúng không? Bởi vì chúng ta không có gieo hạt giống đó. Và khi hạnh phúc nó tới, đó là hạt tốt nó nở. Nhưng khi nó nở thì nó hết. Nó khổ vậy đó. Nó nở xong thì nó hết, chúng ta không có tái đầu tư cho hạt. Giống như các bạn kiếm được một ít tiền, chúng ta xài sạch sẽ nó luôn, hạt hết. Chúng ta không có tái đầu tư hạt, và chúng ta không đem tiền nó đi làm từ thiện, không có đem tiền nó đi giúp đỡ người khác. Cho nên chúng ta hết hạt và chúng ta không kiếm được nữa. Hiểu ý không ạ? Cái clip này nó rất là hay cho các bạn, để giúp các bạn thay đổi thói quen sống của mình. Bước thứ 3 là hãy đi làm điều đó đều đặn, mang hạnh phúc đến cho người khác. Ngoài việc đi viện dưỡng lão, hãy biết chăm sóc bố mẹ của mình. Bởi vì theo năng lượng kim cương thì bố mẹ chính là mảnh đất màu mỡ nhất để các bạn gieo hạt nhé. Bố mẹ của mình. Nhưng nếu chúng ta mất bố mẹ rồi thì bắt buộc chúng ta phải đi viện dưỡng lão thôi. Hoặc là những người thân ở trong gia đình, ở trong dòng họ chúng ta còn ai rất là cô đơn về già như thế, hãy đi mang lại hạnh phúc cho họ một cách đều đặn và thật tâm. Các bạn đã gieo hạt giống hạnh phúc đấy. Và các bạn sẽ thấy một nửa của các bạn sẽ xuất hiện sau một vài tháng đều đặn các bạn đi như thế. Nhớ nhé, đó chính là cách để gieo hạt giống hạnh phúc. Và cuối cùng là bước gì? Bước số 4, bước thiền cà phê. À, bước này sẽ là bước quan trọng nhất, bởi vì các bạn có làm gì đi nữa mà chúng ta không thiền cà phê, hạt giống không được tưới tẩm, nó sẽ không nở, nó sẽ nở rất là lâu, hình dung không ạ? Cho nên hãy nhớ thiền cà phê để giúp cho cái hạt giống của chúng ta được nảy mầm, được phát triển lên. Và chính vì thầy ghi xin vào lớp kêu các bạn thiền cà phê là để các bạn dừng thiền cà phê những hạt xấu đấy. Chứ để cho đầu óc nó trống rỗng nha, tối về nằm lên giường là chúng ta lại suy nghĩ điều xấu thôi, lại suy nghĩ tới những điều không xui rủi, những không may mắn đến với mình thôi, đúng không nào? Nhưng bây giờ chúng ta hãy dừng hành động đó lại và hãy thiền về hạt tốt. Hãy để toàn bộ khối óc này nhớ về những hạt thiện lành mà các bạn đã gieo trong cuộc sống này. Và khi Ngọc muốn kết thúc cái video clip này để các bạn trải nghiệm nó, và chúng ta sẽ đến với nhau ở video số 4. Đó là Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn đi về chi tiết. À, và có một câu rất là quan trọng này. Đó là mọi người hầu như đều chưa biết luật nhân quả. Mặc dù luật nhân quả ai cũng nói là mình biết, nhưng thực sự họ có biết hay không? Xin mời các bạn hãy xem video số 4 để chúng ta có thể biết được sâu sắc luật nhân quả nó diễn tiến như thế nào, và ứng dụng luật năng lượng kim cương vào trong luật nhân quả để chúng ta có cuộc sống viên mãn mà như ý các bạn muốn. Chúc cho các bạn sau video clip này hãy bắt đầu biết gieo hạt những hạt giống thiện lành trong cuộc sống của mình bằng 4 bước gieo hạt. Đây chính là cái sức mạnh, đây chính là một cái công cụ mạnh nhất trong năng lượng kim cương, đó là 4 bước gieo hạt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip số 4. Đó chính là luật nhân quả xảy ra như thế nào mà mọi người sẽ hay thắc mắc lắm. Mọi người sẽ không thể ngờ được rằng nó vi diệu đến thế. Bye bye các bạn.